là một trong 5 tỉnh thành phố được Bộ Y tế yêu cầu hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15 tháng 9. Cho đến nay, Hà Nội đang dồn lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu nói trên. Thành phố đã huy động toàn ngành y tế thủ đô, phối hợp với các bệnh viện, bộ, ngành, trung ương đóng trên địa bàn, trạm y tế, bệnh viện, cơ sở tiêm chủng dịch vụ, phòng khám đa khoa cả trong và ngoài công lập đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định để có thể triển khai hơn 1.000 dây chuyền tiêm cố định và lưu động. Đã một lần không đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19, nên hôm nay bà Lư, 72 tuổi, cảm thấy vui vì đã tiêm mũi 1. Cái dịch này mà không tiêm là không được. Đấy, thì đi thì bạn rất lo. Nhưng mà tiêm xong rồi thì cảm thấy bây giờ là cảm thấy nó ngồi nó tin tưởng, làm trật tự. Hoàn toàn anh chị em từ bảo vệ cho đến công an, cho đến mọi người là bác sĩ tiêm cho là rất là chu tất. Nói chung là từ khâu tổ chức ở phòng ngoài cho đến trong này là đều tốt cả. Tại điểm tiêm nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức hôm nay, quận Đống Đa triển khai xét nghiệm và tiêm toàn bộ người dân trên 65 tuổi, dự kiến là 400 người. Để đảm bảo giãn cách, người dân đến tiêm được chia theo khung giờ, tuân thủ quy định 5K. Trước khi tiêm, tất cả các trường hợp phải test nhanh COVID-19 để sàng lọc, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng. Qua đó hoàn thành tiến độ vừa xét nghiệm vừa tiêm chủng của thành phố. Với những cái vùng nguy cơ cao và rất cao thì sẽ xét nghiệm 2 đến 3 ngày một lần. Với những vùng nguy cơ và các vùng khác thì xét nghiệm 5 đến 7 ngày một lần. Và người dân sẽ được xét nghiệm trước khi mà đi vào tiêm chủng. Và đây là những cái nội dung rất là quan trọng với Hà Nội để mà có thể đánh giá nguy cơ cũng như là phát hiện sớm những ca F0 trong cộng đồng. Và với Hà Nội thì chúng tôi nhanh chóng để tạo những cái vùng xanh an toàn để người dân có những cái thuận lợi hơn trong quá trình mà đi lại cũng như là sinh hoạt. Hà Nội đã thực hiện việc linh động điều chuyển vaccine để đảm bảo kế hoạch tiêm chủng, vaccine về đến đâu, tiêm hết đến đó. Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu các điểm tiêm tổ chức tiêm 3K. Công suất tiêm của Hà Nội đã đạt hơn 300.000 mũi tiêm một ngày. Hà Nội đã triển khai rất là bài bản trong vấn đề về tiêm vaccine. Và công suất tiêm vaccine của Hà Nội hiện nay như ngày hôm qua là hơn 300.000 liều trong một ngày. Đây là một trong những cái mà chúng tôi cho rằng Hà Nội đang thực hiện rất là đúng. Và chúng tôi cũng kỳ vọng vào cái mục tiêu Hà Nội đặt ra. Đến ngày 15 tháng 9 thì 100% những người trên 18 tuổi là sẽ được tiêm vaccine. Đấy là một trong những cái mục tiêu rất là tham vọng. Và đối với nhiều tỉnh thành phố khác, ví dụ như là đối với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An cũng đang phấn đấu tới cái mục tiêu này. Thì chúng tôi cũng hy vọng đây là những cái đầu tàu kinh tế, là trung tâm kinh tế chính trị xã hội của cả nước của chúng ta thì sẽ sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Thì hai cái mũi giáp công của Hà Nội như vậy là đúng đắn. Để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine, xét nghiệm thần tốc trên địa bàn, đã có 11 tỉnh thành phố lân cận cử gần 4.000 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Nội. Họ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương sở tại nhằm đảm bảo kịp thời, hiệu quả và an toàn phòng chống dịch cho người dân, góp phần cùng thủ đô và cả nước sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Cảm xúc thì rất nhiều cảm xúc, mà chúng tôi thì luôn luôn là muốn mang cái nhiệt huyết cái của tuổi trẻ Phú Thọ xuống đây để ủng hộ thủ đô Hà Nội. Đầu thì rất là hồi hộp và lo lắng. Sau khi xuống đây thì đã được các bạn hỗ trợ về tâm lý và sức khỏe nên đã cảm thấy tốt hơn, có thể vui và phấn chấn hơn. Mong muốn của đoàn của chúng em là có thể hoàn thành tốt nhất và nhanh nhất công việc của mình để hỗ trợ cho toàn bộ đồng bào trên cả nước. Trong cái giai đoạn mà Bắc Giang bị dịch thì Hà Nội cũng là một trong những thành phố mà hỗ trợ Bắc Giang rất là nhiều. Và đầu tiên, kể cả về con người, về vật chất, về tinh thần. Thế và chúng tôi cũng xác định là xuống làm cùng với Hà Nội. Thứ nhất là để tri ân, cảm ơn những cái đóng góp của Hà Nội cho Bắc Giang trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi coi việc của Hà Nội, coi việc của y tế quận Long Biên là việc của Bắc Giang. Chúng tôi sẽ, và tinh thần là anh em sẽ làm việc hết sức mình. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 10 tháng 9, Hà Nội đã thực hiện tiêm thêm hơn 360.000 mũi, nâng tổng số mũi đã tiêm lên 3,5 triệu, chiếm 38,72% dân số. Xét nghiệm tính đến 12 giờ trưa ngày 11 tháng 1, toàn thành phố đã lấy được 876.000 mẫu.